sau người ta làm. Không biết là ai nào. Săn bằng đánh cái rỗng hay à? Chỗ này làm đôi nuống đúng không? Uống luôn. Rồi Dũng ơi. Ơi. Không, ra đây mày bảo. Tí nữa con phải đi ra đây để đi về nhá chưa? Tí nữa chơi một tí thôi xong ra đây nhá chưa? Chơi một tí nữa xong ra đây với mẹ nhá. Chia đôi ra làm mấy xẻng nữa đến đây, thích để nuống ngang hay là nuống dọc thì để thế nào thì tùy, hiểu thế nào vậy? Chất văn chất đẹp này. Đủ to thế. Con đi sang đến nhà em Khánh chưa?
Nó chỉ chơi đó. Nó sợ lắm, con đừng đi. Đi đường mà nó chạy nó vùi ra sợ lắm. Đây này. Ai dùng cả đâu biết đây này. Đi đâu vừa đưa con đấy nhá. Ai dùng cái đấy. Nhiều chưa? Không đưa luôn. Nằm uống ngang này là kiểu nào? Anh làm kiểu nào được? Coi như làm đôi uống này. Thank you.
Cháu mấy phần gà ra đây nhá. Cho nó xong mảnh ăn luôn đi. Nửa tiếng nữa gì đấy em về hay là tiếng nữa em về mua ở cái chỗ nhà chúng ta đi bán hàng đối diện sang ngày trước đi.